Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Đô Vlog, thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành Đô Vlog đăng tải video lên, các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập tiếng Việt lớp 4 tập 1, trang 48, chính tả. Bài tập số 1 điền vào chỗ trống A nhỏ những tiếng bắt đầu bằng R, R hoặc G. Bài đánh dấu mạn thuyền. Thì ở đây các em có thể bấm tạm dừng video để các em làm bài ra dính nháp. Sau khi làm xong, các em bấm tiếp tục video và các em so sánh xem là mình làm có đúng hay không nha. Các em nên tập cho mình một thói quen như vậy đi. Rồi bây giờ mời các em quay trở lại video và chúng ta cùng hoàn thành bài tập số 1 câu A là như sau. Xưa có người đi thuyền. Ở đây là kiếm đeo bên hông hay là kiếm dắt bên hông. Những tiếng bắt đầu bằng R, R hoặc gì Thì như vậy chúng ta sẽ điền là tiếng dắt, kiếm dắt bên hông. Dắt bắt đầu bằng gì Chẳng may làm kiếm Những tiếng bắt đầu bằng r, ra hoặc gì thì chúng ta điền điền tiếng phù hợp, đây là tiếng, tiếng rơi. Chẳng may nam kiếm rơi xuống nước. Anh ta liền đánh đánh gì? Đánh gì vào mạn thuyền? Anh giấu. Giấu bắt đầu bằng r Anh ta liền đánh dấu vào mạn thuyền chỗ kiếm kiếm rơi. Người trên thuyền thấy lạ bèn hỏi: "Bác làm gì lạ thế?" gì bắt đầu bằng, bằng gì tôi đánh dấu chỗ kiếm rơi dấu bắt đầu bằng giờ khi nào thuyền cập bến cứ theo chỗ đánh dấu mà mò thế nào cũng tìm thấy kiếm thì ở đây theo các em là anh chàng này là người thông minh hay là không thông minh anh ta đánh dấu vào một chỗ mà chỗ đó nó không cố định một chút nào đánh dấu vào mạn thuyền trong khi đó con thuyền thì cứ tiến lên phía trước tiến về phía bến như vậy đến khi thuyền cập bến thì anh ta có tìm được kiếm của mình không lúc đó chỗ mà anh ta đánh dấu nó ở chỗ bến rồi chứ không phải là ở chỗ mà anh ta đánh rơi kiếm nữa khi chúng ta đánh dấu một chỗ nào đó thì chỗ đó phải là chỗ cố định, không được di chuyển. Đằng này anh ta lại đánh dấu lên trên con thuyền. Trong khi đó con thuyền luôn chuyển động. Thì câu chuyện này là một câu chuyện cười. Rồi tiếp theo. Các em sang câu B. Những tiếng có vần yên yên hoặc yên Chú dế sau lò sưởi Thì trong bài này các em cũng bấm tạm dừng video đi Để các em làm bài là gì nháp. Sau khi làm xong Thì chúng ta sẽ quay trở lại video và So sánh xem là mình làm có đúng hay không Và các em đừng quên comment Ở bên dưới video Các em làm đúng thì các em comment là đúng hoặc là làm chưa đúng thì các em comment là chưa đúng. Thì mỗi cái hành động của các em như là like, chia sẻ, comment thì là giúp video của kênh học toán online nó có độ tương tác cao. Nếu có độ tương tác cao thì video sẽ được giới thiệu đến nhiều người cùng xem. Tức là có nhiều người được biết thêm biết đến kênh Thành đô Vlog và có nhiều người có cơ hội được học tập ở trên kênh Thành đô Vlog. Như vậy là các em đã giúp được rất là nhiều người và cũng là ủng hộ kênh Thành Đô Vlog rất là nhiều. Rồi, bây giờ mời các em quay trở lại video và chúng ta cùng hoàn thành bài tập số 1 câu B là như sau. Những tiếng có vần yên, yên hoặc yên. Chú dế sau lò sưởi. Buổi tối ấy, nhà mô Gia thật yên tĩnh yên tiếng có vần yên yên y dài cậu thiêu thiêu ngủ trên ghế bành bỗng bỗng gì bỗng gì có một âm thanh bỗng nhiên có vần yên y ngắn bỗng nhiên có một âm thanh trong chẻo vút lên cậu bé ngạc ngạc nhiên đứng dậy tìm kiếm sau lò sưởi có một chú dế đang biểu gì biểu diễn diễn có vần yên in ngắn với cây vĩ cầm của mình dế kéo đàn hay đến nỗi cậu bé phải buột buột gì buột miệng kêu lên tức là không kìm chế được cảm xúc kêu lên thì người ta gọi là buột miệng hay quá ước gì mình trở thành nhạc sĩ nhỉ rồi chỉ ít lâu sau tiếng có vần yên y ngắn tiếng đàn của Moza đã chinh phục được cả thành viên ở đây thành viên nhé em lưu ý viên chữ viên là viết hoa ở chữ cái này đầu tiên này thành viên viên là danh từ riêng viên là thủ đô của nước áo nhé chứ không phải là thành viên trong gia đình hay là thành viên của lớp đâu tiếng đàn của Moza đã chinh phục được cả thành viên thành viên tức là thành viên của nước áo Mozart là người nước áo mà. Ít lâu sau tiếng đàn của Moza đã chinh phục được cả thành viên, cả thành phố viên. Rồi tiếp theo là bài tập số 2, viết các từ A. À, những tiếng bắt đầu bằng R, R hoặc G có nghĩa như sau. Có giá thấp hơn mức bình thường. Giá mà thấp hơn mức bình thường thì người ta gọi là là giá rẻ là rẻ chứ không phải là đắt giá mà cao hơn thì gọi là nó đắt ví dụ bình thường có à, 2.000 chẳng hạn ví dụ là 2.000 một mớ rau nhưng mà hôm nay có 500 đồng một mớ rau thôi tức là giá thấp hơn mức bình thường thì người ta gọi là mớ rau này rất là rẻ còn bình thường mà có 2.000 một mớ rau Hôm nay nó lên 10.000 một mớ rau do là thời tiết mưa bão ngập úng lâu ngày cho nên là giá rau nó đắt lên. Đang từ 2.000 một mớ giờ lên 10.000 một mớ thì cao hơn mức bình thường người ta gọi là đắt và thấp hơn mức bình thường người ta gọi là rẻ. Rẻ bắt đầu bằng r. Người nổi tiếng. Người nổi tiếng mà bắt đầu bằng Cái từ nào chỉ người nổi tiếng? mà bắt đầu bằng r già. già hoặc gì ở à đây người nổi tiếng có thể là danh nhân này bắt đầu bằng giờ này diễn viên được không diễn viên cũng bắt đầu bằng giờ nhưng mà diễn viên thì nó chưa đúng lắm bởi vì diễn viên thì cũng có người không nổi tiếng và có người nổi tiếng còn đã là danh nhân thì chắc chắn là nổi tiếng rồi danh nhân đồ dùng để nằm ngủ thường làm bằng gỗ che có khung trên mặt trải chiếu hoặc đệm đồ dùng để nằm ngủ thì cứ để nằm ngủ là các em đã phải liên tưởng đến cái giường của, của nhà của nhà mình rồi tối nào chúng ta cũng ngủ trên giường không ai ngủ trên ghế cả đồ dùng để nằm ngủ mà thường làm bằng gỗ che có khung trên mặt trải chiếu hoặc đệm thì chắc chắn là giường rồi bắt đầu bằng gì Rồi tiếp theo các em sang câu B. Những tiếng có vần yên, in ngắn hoặc là yên. Có nghĩa như sau. Thứ nhất là máy truyền tiếng nói từ nơi này đến nơi khác. Máy truyền tiếng nói từ nơi này đến nơi khác. Đó chính là hàng ngày. Bây giờ thì chắc chắn là ai cũng biết rồi. Bởi vì đa số là nhà ai cũng có cái này. Đó chính là điện thoại. Điện thoại truyền tiếng nói từ nơi này đến nơi khác Bây giờ không những truyền tiếng nói nữa, mà nó truyền cả hình ảnh luôn rồi Chúng ta có thể thấy nhau qua điện thoại luôn rồi Live stream trực tiếp Gọi Messenger, gọi Zalo Làm cho một vật nát vụn bằng cách nén mạnh và sát nhiều lần Đó chính là có vấn yên này Không phải là không phải là sai sát đâu nhé có vần yên cơ làm cho vật nát vụn bằng cách nén mạnh và sát nhiều lần đó chính là là nghiền máy nghiền 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 từ nghiền có vần vận yên nghiền máy nghiền nghiền cám nghiền nghiền thóc rồi nâng và chuyển vật nặng bằng sức của hai hay nhiều người hợp lại. Một người vác vác không đặng, hòn đá nặng, hòn đá bền. Chúng ta học bài hòn đá nặng rồi đúng không? Nâng và chuyển vật nặng bằng sức của hai hay nhiều người hợp lại đó chính là khiêng. Có vần yêng, yêng ở yêng. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video và đừng quên ủng hộ kênh Thành Tô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông, like và chia sẻ video để nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Tô Vlog. Và xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Và ở đây các em có thể xem các video khác về toán lớp 4, toán lớp 4 sách giáo khoa, toán lớp 4 và bài tập hay là toán lớp 4 đề thi tham khảo tại kênh Học Toán Online các em chỉ cần gõ vào ô tìm kiếm với từ khóa học toán online là các em sẽ tìm được kênh. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo.